Chào các cháu. Chào các cháu. Chào các cháu. Thật là hay làm hay làm. Về nhanh mà sửa sang sống áo, rồi ra đình thượng nào. Các cháu nhớ chưa? Đúng giờ họ là khai hội làng ta đấy. Dạ vâng ạ. Xin chào các bà, chào các chị. Ồ dạ dạ, xin chào lão Bộc ạ. Chẳng hay Trần Phu Nhân và Hoài Văn Hầu ra hội chưa ạ? Tôi cũng ở trên đỉnh thượng về đón Trần Phu Nhân đây. Chắc đã chuẩn bị đổ lễ xong rồi. Còn cậu Hoài Văn đi từ mở sáng cùng chúng bạn. Vâng, ơn vua, đất nước Thái Bình. Nghe nói năm nay nhiều làng mở hội to lắm cụ ạ. Vâng, vâng, không còn giặc giã nào dám tới. Kìa, Trần Phu Nhân đã ra rồi. Xin chào Trần Phu Nhân. Chào các cụ, các bà. Chị em ta đến thật đúng hẹn. Nào, ta đi thôi. Đi các cháu ơi, nhanh lên các cháu. Thưa lão Bộc, cháu dự thi bắn cung mà. Chà, cậu Toàn đạt giải rồi. Ồ, lễ có đen. Anh em làng Đông Bộ Đầu đi hội có đông đủ không?
Thế các cậu quen biết nhau rồi, Chúng cháu chơi với nhau từ nhỏ mà. Cả mấy anh em bên làng Giang Khẩu, Yên Hoa nữa ạ. Giỏi trai, các cậu thật giỏi trai. Cậu Toản biết chưa, cậu Cỏ Đen vừa đoạt giải vật năm nay đấy. Cháu đã tin chắc thế mà. Chúc mừng Hoài Văn Hầu, cùng kiếm thì tôi còn phải học nhiều. Nào, tới giờ thân rồi, mọi người cùng lão ra sông xem các cuộc thi ngoài đó. Quốc Toản ơi, con đã thức trắng đêm rồi. Xin lỗi mẹ, con không sao ngủ được ạ. Tiếng loa truyền tin giặc đến như vang vọng mãi bên tai. Mẹ hiểu, nay là lúc thực hiện lời cha con dặn khi xưa. Mẹ trao lại cho con cuốn binh pháp mà cha con đã dùng từ ngày còn trẻ. Thưa vâng, con xin mẹ, xin cha. Đứng lên con. Con cũng nên gặp chú Chiêu Thành mà học hỏi nhiều điều. Vâng ạ, con cũng nghe chú ấy nói Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn có soạn cuốn binh thư yếu lược. Con phải rèn, phải học nhiều. Vâng ạ, nhưng lòng con như lửa đốt. Xin phép mẹ, con đến với mấy anh em ở gần Kinh Thành xem có tin tức mới gì không. Thank you.
Hoài Văn Hầu chào Công Toản ạ. Quốc Toản, Quốc Toản. Các anh đi bắt cướp hay sao mà mang vũ khí vậy? Xin trở lệnh tướng quân. Thưa Hoài Văn Hầu tướng quân, chúng tôi vừa vào phường Lò Rèn mua những món này để chờ đón quân Thát Đát đấy. Quân cướp nước. Quân cướp nước, quân cướp nước. Các anh em thật nhanh trí, đồng tâm. Quốc Toản tôi căm giận, chất đầy gan ruột mà chưa biết làm gì đây. Đúng, phải làm gì đây? Chứ với vài thanh gươm này, liệu có giữ nổi làng mình? Các anh em thấy trong kinh thành có gì lạ không? Ngay tại bến Đông Bộ Đầu, chỉ thấy thuyền chiến mới đóng xong, thường xuôi về miền Nam Hạ. Còn gỗ quý Đà Giang, về bến Trương Dương nhiều lắm. Đi luyện quân đấy, còn thuyền nhỏ vẫn tập trận ở Hồ Lục Thủy như mọi năm. À, sớm nay vừa nghe nói, có hội nghị các vương hầu để bàn kế chống giặc tại bến Bình Than. Tôi biết phải làm gì rồi. Chào các anh em. Xin hẹn ngày khác, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tạm biệt Hoài Văn Hầu. Đây là Hoài Văn Hầu, Trần Quốc Toản. Đứng lại! Hãy cho xem lệnh chỉ! Hoài Văn Hầu tôi đến dự hội nghị, chưa có lệnh chỉ. Đức vua tới! Hạ Kiêu! Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, kính chúc Đức Vua mạnh khỏe. Ôi, Quốc Toản em ta, đứng lên nào. Kính thưa Đức Vua, Quốc Toản xin được vào tham dự hội nghị, cùng luận bàn, kế sách, đánh giặc, giữ nước ạ. Ừ, ta khá khen cho chí khí của em, nhưng còn phải ôn văn, luyện võ nhiều. Vài năm nữa ra gánh vác việc nước vẫn chưa muộn. Nhưng thưa Quốc Toản, em còn nhỏ hãy nghe lệnh ta. Ban cho em quả cam quý này, chính tay ta trồng trong vườn Thượng Uyển. Thế là em đã được thưởng cam trước cả các công hầu khanh tướng của ta rồi đó. Thưa Trần Phu Nhân, Chiêu Thành Vương tới ạ. Để ta ra đón. Thưa chị, chẳng hay chị có vui khỏe không ạ? Xin chị tha lỗi, đã lâu em không về thăm chị và cháu Toản được. Vâng, tôi đã biết tin có giặc. Cháu Toản cũng mong chú về để được dạy bảo việc binh. Quả là việc vũ khí quân lương đã gấp lắm rồi. Từ Bình Than em về qua đây, rồi phải sang ngay sông Hoàng Long lo việc huấn luyện thủy binh. Chú ơi! Cháu đã về đây. Quả là cháu ta đã lớn, thật là rắn giỏi. Ta có biết chuyện cháu ở bến Bình Than. Chúng cháu kính chào phu nhân và Chiêu Thành Vương ạ. Các con vào cả đây.
Đây là mấy anh em chúng bạn của cháu Toàn ở trên vùng Đông Bộ Nghi Tàm cả đấy ạ. Thưa mẹ, thưa chú, chí còn đã quyết. Xin mẹ và chú dạy bảo thêm. Có chuyện gì vậy ạ? Từ hôm ở Bình Than về, cháu cứ đòi lập đội quân nhỏ tuổi tại Thái ấp này và chúng bạn trong các vùng lân cận. Tôi có nói với cháu Toàn, phải xin phép chú Chiêu Thành. Thưa chị, chí lớn của cháu Toàn, Đức Vua cũng đã hiểu. Bấy lâu, em cũng đã rèn giũa binh pháp cho cháu vài phần. Việc lập đội quân này, có lẽ Hưng Đạo Vương cũng đồng ý thôi. Cháu xin chú dạy bảo thêm về thủy chiến pháp ạ. Phải. Nay trước vong linh cha con, mẹ trao cho Quốc Toàn thanh kiếm báu gia truyền. Con hãy nối chí cha ông, tuân theo quân lệnh của quốc công tiết chế mà vì dân cứu nước. Con hãy mang vài thúng cam, chuối và nhiều chè tươi ra đình thượng cho lão Bộc và các cụ, các chị em ở ngoài đó nhé. Dạ, vâng ạ. Thưa, xin Trần phu nhân dừng bước. Dạ, chị em chúng tôi sang đây. Ôi, cụ Mận, cụ Đào, đã lâu chẳng gặp. Chị em làng Đông chúng tôi sang đây. Trước là để thăm hỏi phu nhân, bấy nay vẫn được khỏe chưa ạ? Vâng, cảm tạ các cụ. Dạ, sau là... Đâu rồi, các cháu gái ơi! Dạ, chúng cháu đây ạ! Chả là biết tin Hoài Vân Hầu chiêu binh đánh giặc, làng Đông rộn cả lên, các cháu gái ngày đêm canh cửi, được đôi ba tấm lụa và 10 tấm vải thô, mang sang. Chào Trần phu nhân ạ! Chào Trần phu nhân ạ! Xin mời các cụ vào nhà. Thank you.
Quả là tráng khí Đông A, tài trí Quốc Toàn thực đã vượt qua tuổi niên thiếu của cháu nó nhiều. Cháu Toàn cũng muốn tôi chỉ bảo thêm về thủy chiến pháp và cứ hỏi nhiều về cuốn Binh Thư Yếu Lược. Trông dáng dấp dung mạo kìa, nào có kém gì các vương. Tiểu tướng kính chào quốc công tiết chế, kính chào Chiêu Thành Vương. Này Quốc Toàn, sao cháu dám mang kiếm pháp gia truyền của hoàng tộc ra dạy khắp trong quân? Thưa hai vương, cháu nghĩ triều bình đâu chỉ bảo vệ riêng hoàng tộc, nước mất thì ngôi báu nhà Trần liệu có còn không? Khá lắm, cháu ta không sai. Vậy xin mời quốc công tiết chế duyệt quân. Ta về tra soát quân lương, đứng trên gò cao này hàng canh giờ, mà cháu nào có biết. Vậy cháu xin được chỉ bảo thêm ạ. Ta tin cháu hiểu rõ thuật lấy yếu thắng mạnh, dùng ít địch nhiều, phải luôn nhớ hãy nghĩ tới chúng dân. Đó chính là kế sách sâu rễ bền gốc. Vâng, cháu xin ghi lòng tạc dạ. Nay ta lệnh cho Hoài Văn Hầu, Trần Quốc Toản hợp quân tại sông Như Nguyệt cùng hai tướng Trần Thông và Nguyễn Khả Lạp, bố phòng mai phục, sẵn sàng chờ giặc. Tiểu tướng xin tuân lệnh. Quốc công tiết chế, đại vương anh minh. Quốc công tiết chế, đại vương anh minh. Quốc công tiết chế, đại vương anh minh. Với các anh em, trước anh linh tiên tổ xin thề báo ơn vua đền nợ nước. Đã đến giờ hoàng đạo, mời chủ tướng đề cơ. Phá cường địch, báo hoàng ân.
Hỡi các anh em, theo lệnh quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo, chúng ta chuẩn bị xuất quân. Quốc toản tôi đảm trách quân tiên phong, cử Lê Cò Đen làm phó tướng chỉ huy trung quân, hai ngả thủy bộ cùng tiến. Hậu quân xin giao cho các lão binh đốc thúc đoàn thuyền lương tiến mau cho kịp ngày hội quân trên thượng lưu sông Như Nguyệt. Tuân lệnh, Hoài Văn Hầu. Come on!
Trường Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử bắt quân thù, Thái Bình ta gắng sức, non nước mãi ngàn thu.